con đi vệ sinh xong rồi, anh vào thay rửa cho con đi. Em còn đi làm gì? Sao em đi thay đồ cho con đi? Em đang bận mà, anh vào thay cho con đi, không thể tội con. Em xem là cách làm mẹ của mình đi nha. Suốt ngày cứ cầm cái điện thoại khư khư à, không có lo cho con cái gì hết. Em tự xem lại mình đi. Em xem là cách làm mẹ của mình đi nha. Suốt ngày cứ cầm cái điện thoại khư khư à, không có lo cho con cái gì hết. Anh nói gì sai hay sao mà em ngồi đây em khóc? Anh nói như vậy anh có để ý đến cảm giác của em không? Em đang làm việc trên điện thoại, em không có chơi. Anh hiểu tính em mà. Ở nhà trông con không kiếm ra tiền làm con người em bị trì trệ. Em không thích điều đấy. Em muốn được là chính em. Thực ra anh... Anh để yên cho em nói. Em cũng không phải là làm như vậy để kiếm tiền cho riêng em, mà em cũng muốn san sẻ gánh nặng kinh tế với anh. Vợ chồng mình còn trẻ, vừa mới sinh con xong, có bao nhiêu thứ khó khăn đổ lên đầu. Hoàn cảnh còn chưa có gì. Lẽ ra anh thương em, anh còn phụ em chăm con. Thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn. Đằng này anh còn trách móc em nữa. Anh xin lỗi vì đã trách nhầm em. Em đừng có giận anh nha. Khó khăn gì em cũng không có sợ. Chỉ cần được anh thương, anh hiểu là đủ rồi. Alo vợ, chúng tới địa chỉ rồi nè. Vợ kêu khách ra lấy hàng nha. Dạ, khách báo đang xuống rồi đấy. Nhanh rồi về ăn cơm nha anh. Ok dạ. Dạ có nghe thấy tiếng bụng chồng ăn kêu không? Tầm 15 phút nữa là anh về nha. Ok dạ. Ê, ôi trời, hết hồn. Thì ra nãy ông về cơ có công việc, thì ra là việc này à? Thì công việc đây. Sếp lớn giao cho đi xếp hàng, vậy mới được ăn cơm nè. Ông anh chăm chỉ ra đó nha. Thôi tôi đi nha. Trong này có mấy em ngon lắm. Bảo 15 phút về mà bây giờ 1 tiếng rồi vẫn chưa về nhà. Sốt ruột quá. Đã thế gọi lại còn thuê bao nữa chứ. Anh. Anh bị làm sao vậy? Anh bị ngã à? Có đau không? Có phải vào bệnh viện không? Anh không sao đâu, chỉ xây sức chút thôi à. Thôi không sao là tốt rồi. À, còn đây là tiền hàng của em. Mà điện thoại anh bị giật mất rồi. Xe cũng hư nữa. Anh phải dắt bộ về. Anh xin lỗi vợ nha. Thôi không sao là tốt rồi. Chỉ cần anh không sao. Điện thoại mất thì mua cái mới. Nhưng còn người là còn của. Tự nhiên đêm tối thế này em lại tiếc mấy chục bạc. Bắt anh đi xịt. Anh mà có làm sao thì em biết sống thế nào. Em tệ quá đi mất. À, không sao em à. Mà bụng anh lại kêu nữa rồi nè. Thôi mình đi ăn em ha. Phải phải. Để giờ em đi dọn cơm cho anh nhá. Rồi mai mình đi mua điện thoại mới luôn nhá.